đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VION. Em đến hết cuộc đời.
một người mới luôn khiến em vui. Chẳng phải như anh chỉ làm anh khóc. Nước mắt cho em đã quá đủ rồi. Đừng xa xa em nhận lấy nhiều rồi. Trọng vào tay nồng nhiệt thưa quý vị, Mai Tiến Dũng và Thùy Chi. Với hai dancer Hà Lộc và Như Ý. Xin một tràng vào tay nữa cho Mai Tiến Dũng và Thùy Chi thưa quý vị. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy họ hát song ca với nhau mà không phải đeo hai cái mặt nạ. Vâng, và đó là Hưu Thần và Tí Nâu của chúng ta. Một tràng pháo tay. Hôm nay hai người đứng đây hát mà bên kia có hai cái con mascot của mình, có cái feeling gì không? Lời đầu tiên cho phép Mai Tiến Dũng như Thùy Chi ạ. Xin gửi lời chào Xuân đến toàn thể quý vị đang xem Sóng Xuân ạ. Dạ vâng, thưa anh Thành, đứng trên đây nhìn qua hai mascot bên kia thì bao nhiêu cái cảm xúc nó ùa về từ những ngày đầu tiên 15 mascot cùng nhau tham gia một chương trình mà không ai biết ai là ai cả. Và rồi cùng nhau kiếm ra những cái hay của nhau và đưa đến cống hiến một chương trình tạo cảm giác rất là sôi nổi cho quý vị khán thính giả. Bây giờ khi nghĩ lại, chắc hẳn Dũng cũng như Thùy Chi là đang vẫn còn lâng lâng cái cảm xúc hạnh phúc khi được khán giả đón nhận ạ. Hôm nay là thấy hai người có vẻ hát rất là tâm trạng, giống như kiểu là hôm nay chơi cho tới luôn đúng không? Anh thấy có gì đó rút gan rút ruột ra hát thì phải, đúng không ạ? Dạ, em không biết là Dũng như nào nhưng mà Thùy Chi thì bước ra đây xong là cảm giác như là em đang ở một vòng tiếp theo của The Masked Singer. Em nhìn ra phía ban cố vấn. Em lại nhìn thấy anh. Ok. Ánh mắt em lại dừng lại ở đó. Nhưng mà lại có ba ban cố vấn màu đỏ ngồi bên cạnh nữa. Đấy. Thành ra tự nhiên mình nhận ra là à, đây không phải là The Masked Singer đâu. Đó là ban cố chấp chứ không phải ban cố vấn. Nhưng mà đúng là khi mà mình ở trên này thì lúc mà mới ra thì hai anh em có một chút tâm lý đấy ạ. Khi ra nhìn thấy ban nhạc, thấy khán giả, thấy anh Thành hay tất cả mọi người thì cảm thấy là mình phải hát hay. Đúng anh. Hai cái người này tôi nghĩ là quý vị yêu mến giọng hát của họ là bởi vì họ hát rất là thật. Thưa quý vị, rất nhiều bài hát đến với trái tim của quý vị khán giả nó có nhiều cái lý do. Có thể quý vị yêu mến một người vì người ta hát rất là cao, nốt rất là chắc. Có những người người ta luyến lấy rất là tốt hay là xử lý bài rất là hay, kỹ thuật người ta cao. Nhưng có những người quý vị chỉ yêu mến họ đơn giản là vì khi họ hát mình thấy trời sao giống như một cái người đang yêu ngồi kể chuyện cho mình nghe. Thì đó là hai con người này. Hồi nãy bên dưới có bao nhiêu người cảm động và nhớ lại mối tình cũ, xin giơ tay ạ. À, quý vị là những người chưa thật với trái tim của mình. Không ai dám giơ tay được, tức thiệt chứ. Mặc dù bên dưới là tôi thấy là hoen hoen lại ước mi nha. Anh hỏi lại đi để bốn người giơ tay. À ok, có ai cảm thấy rưng rưng và nhớ lại cái khoảnh khắc những mối tình cũ của mình không ạ? À? Bên kia không luôn hả? Ba chị của em. Vâng. Anh thấy ngoài ban nhạc ra vẫn không ai đồng tình với mình nha. Nói về cái chữ thật thì anh thấy cả Dũng và cả Chi đều hát rất là thật. Thì anh hỏi đấy là cái chủ trương tụi em nghĩ là nên hát như vậy nó chạm hay là tụi em không thể hát? Cái anh này hỏi thiệt. Dạ trước đây thì em cũng cố gắng. Hồi xưa thì mình thích cái R&B, mình cũng hát nhiều, cũng luyến lấy nhiều. Nhưng mà em cảm giác thôi, bản thân em, khi mình hát nhạc Việt, cái chữ tiếng Việt nó sẽ vẫn khác. Cái cách nhả chữ, nếu mà nó không tròn vành rõ chữ, nó không có rõ cái ý nghĩa của nó thì nó làm mất đi cái hay của tiếng Việt của mình. Yeah. Cho nên là đôi khi em thấy là những cái mà mộc mạc nhất đôi khi lại cái là chạm nhất.
Có nghĩa là em cũng phải có ý thức để luyện tập cái điều đó. Dạ. Còn Chi thì sao? Em thì nghĩ rằng hát cho ai thì mình chưa nói, nhưng mình hát cho chính bản thân mình trước. Và khi mình hát chính bản thân mình trước thì mình sẽ biết rằng là con người mình như thế nào. Thì mình hãy sống thật với cảm xúc đó của mình trước đã. Và mình hát lên mỗi cái ca khúc, rồi mình truyền tải lên cho khán giả nếu điều đó. Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VOON.